Hello anh, xin chào mọi người nha. Hôm nay là ngày 21 âm lịch nha. Hôm nay thì mình có đi xuống dưới Rạch Giá, có đi cái chợ hoa ở khúc mà quảng trường Trần Quang Khải nha. Đây hôm nay mình sẽ show mọi người xem nha. Có những cây mai rất là khủng nha. Rồi hoa đấy rất là đẹp nha mọi người. Đây. Quá trời cây mai nè. Nhìn rất đẹp mọi người. Để cây mai thôi luôn á. Nhức nách mọi người, mấy cây mai rất là bự luôn nè. Quá trời quá đất luôn nè. Toàn là mai xịn xịn đó mọi người. Quá trời cái đế nè. Ôi cái hoành nó bự quá trời bự nè. Mai xung xuê luôn á. Hoa thì thôi luôn không phải nói nè mọi người. Đây trời. Nhìn cái gốc cái mai thì thôi nó bự luôn nè. Lấy tay ướm thử coi. Thôi. Đẹp chưa. Còn đây có một cái mai bonsai nè. Dáng này có dáng thác đổ nha mọi người. Ó trời nó dáng nè. Ok này kêu là dáng gì anh? Dáng thác đổ. Dáng thác đổ à? Cái cây này mình bán khoảng nhiêu anh? 50 triệu anh. Quá trời nó dáng đẹp không mọi người. Ở đây có hai em gái này xinh lắm mọi người. Nè. Wow, trời. Em này em mắc cỡ nè. Em tên gì em? Em tên Phương. Cho anh làm quen với em được không? Được á trời. Đây là Hương nha mọi người. Bạn này tên Hương, bạn này là bạn mình nha mọi người. Đây, đây đi đi Hương ơi. Bên kia bán rất nhiều loại hoa luôn mọi người. Đông lắm nha. Bên kia là khu vui chơi kìa. Bé sang vui chơi bé kìa. Sao nó chơi đi, vô chơi thú nhúng này nọ đồ kìa đó. Ở đây là chậu hoa cúc nè. Ở chậu này nãy mình nói là 6 triệu thôi. Cặp này em. Dạ. Cặp này là 8 triệu cặp. À 6 triệu một cặp đây. 8 triệu hả? Vô bé vô đứng thử so sẽ cặp hoa đó. Cái cặp hoa cúc hết hồn luôn mọi người. Quá trời luôn nè. Đây hai anh chủ em mọi người. Ai có mua ở đây nè. Cúc này cái là quảng trường Trần Quang Khải anh. Dạ. Quá cặp hoa cúc nè. Hoa như này cũng nhiều mà gái cũng nhiều nha anh em. Đây là khu vui chơi của xe tùm lum hết mọi người. Đây chờ cây mai nè. Tán này phải 4-5 mét quá. Tán 5 mét quá. Rồi cái hoành đó nè. Bé 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 vô ốm cái hoa ra đấy. Ôm cái hoa thử coi. Ôm cái gốc, gốc sợ gốc rồi. Quá chạy gốc nè. Quá mấy cây mai đẹp lắm mọi người. Đó gốc nào cũng đấy thôi. Cây này 8-5 mét quá. Vành kia luôn nè. Đây có cây bonsai mình biết cây gì mọi người. Nếu cây thần kỳ mà gốc đẹp quá. Đi ra kia đi. Đây đây có một cây mai dáng đẹp luôn nè. Mai bonsai đẹp quá trời. Đây đây cây mai bonsai nè. À, hoành rất là bự nha mọi người. Trời ơi trời. Mai sù. Có mai sù ghê luôn trời. Trong đó nhiều anh. Ủa cái cây mai mai sù là gốc này. Cái này mình bán khoảng nhiêu anh? 700 triệu. Dạ. Tán này phải 4-5 mét rồi. Dạ dạ. Ghê rồi. Hoa nhìn đẹp hết hồn luôn. Cái này là cây vú sữa bonsai này. Này có trái nha mọi người. Ở đây hoa giấy nè. Cái này là khế bonsai nè. Hoa chảy qua đất rồi. Đây là hoa giấy nè bà con ơi. Đó, bên kia tôi là hoa giấy là các kiểu nha mọi người, đông lắm nha mọi người. Đây người ta đang vô hoa mai. Tự nhiên làm gì đây hai vợ chồng.
năm nay có vẻ không đông như năm trước nha bà con ơi. Ở bên kia là tắc hạnh tùm lum đấy cả. Đây là mai bonsai nhỏ này. Loại này trồng để bàn mini nha mọi người. Nhìn gốc đẹp lắm nha bà con. Wow, đây là nguyên hàng mai, mai này là mua chơi là vừa bà con. Bây giờ nó búp búp này. Búp búp không ạ? Chào. Thì ra thẳng xe mình ra vừa phải. Không, không chết đâu. Đây là nguyên một hàng mai dài bà con ơi. Quá trời mai rồi. Mai này mua về nhà là vừa trưng Tết luôn nè. Giờ mới ra búp búp về mình thúc là ra được nè. Dưới này nhiều gái đẹp lắm nha mọi người. Đây có một cô nè. Đây nguyên một khu mai mọi người, toàn là mai lớn lắm mà. Mình không có mua, mình vô ngày mình dám hỏi nó. Cái mai này giá cao chứ phải 6 mét quá. Đây đây có một cây này, cực kỳ đẹp nè. À trời, cái tàn nè. Ủa đế hết hồn luôn bà con. Đế nó quá trời đế rồi. Quá trời bộ đế luôn mọi người. Chậu cho chậu 6, chậu 10 quá. Quá trời cái mai bự chà bá luôn á. Thế mọi người thấy không? Trời gái đẹp không? Con nọ nhỏ này nhìn ngon lắm nha. Ê! Qua đây nè em. Mọi người thấy, nhìn thấy không? Trời cô này có bự lắm nè. Gì vậy? Đèn lá đèn ra trời ơi. Cái mai lớn đấy mọi người nhìn nè. Bán đẹp nè. Quá trời bộ đế này, hết hồn bộ đế luôn mọi người. Quá trời đất. Còn đây này là mai bonsai bà con. Quá đáng. Tán thân này nọ thôi luôn á. Ủa anh, cây này mình khoảng bao nhiêu anh? Mình bán giá bao nhiêu anh? Không biết, em không có bán. Dạ dạ. Đây có cây mai mọi người. Cái này mai thôi luôn á, toàn là mai quái mà. Dưới khi giữ là trời, cái đế nó hoành nè. Gốc như gốc chuối vậy. Trong kia trời, ba cái phương mai đẹp quá. Đây đây có hoa hướng dương nha mọi người. Đủ thứ loại hoa nè. Đây cũng có mai luôn, mai cũng đẹp luôn. Như là cái gì mà người ta mang ở đây ta bán nó cũng đẹp nha mọi người. Quá trời cây mai, hú hồn cây mai luôn nè. Hú hồn chim én luôn nè. Tàn đều rang luôn. Này là cái này là thọ cúc, tán này cúc đúng không? Cái này thọ mai. Thọ lai gì? Dạ. Dạ. Giờ mai có là cúc tiger đây nè. Dạ, cúc tiger là gì? Cúc tiger mình. Ờ. Cúc tiger là bán nhiêu tiền một cặp gì? Một cặp 200. À, một cặp 200. Còn thọ mai như này thì cặp cặp. Dạ. Giờ thọ vừa mai mà nó mai vàng thọ mai. Dạ dạ. Nó là thọ của mình, nó thọ vàng. Dạ. Ừ. Hoa giấy nữa mọi người, hoa giấy bonsai luôn nè. Năm nay dường như ở đây là không có đông mấy mọi người. Có vẻ như là cũng chưa thớt do dịch bệnh này đó mọi người. Xa xa bên kia đường là có cây mai, kêu cây mai trắng.
khá là bự luôn bà con, nhưng mà xa không thấy đâu. Đây cúc mâm xôi phải không ta, mâm xôi em hảo luôn. Đây mai đẹp ghê luôn trời. Ra này là cúc luôn đúng không ta, cúc hay thọ? Cúc, mình không biết hoa bà con ơi, hơi ngu luôn. Còn đây là mai, mai nhỏ nhỏ này, trưng Tết là hợp lý đó bà con. Quá trời mai luôn, nó dài dàng sau luôn đó nha. Năm nay cũng không đông như là năm trước mấy. Còn mai này mình bán khoảng nhiêu tiền một chậu anh? Mai này dạ dạ? 500. 500 mà còn bên kia anh? À loại này 2 triệu ha. Mai đẹp lắm bà con, nếu ai muốn mua thì xuống đây ha mọi người ơi. Quá trời đẹp rồi. Còn hoa giấy nè, hoa giấy 7 màu gì đó trời. Để mình đếm thử xem mấy màu mọi người. Ở đây hoa giấy được ưa chuộng như lắm rồi. Quá trời luôn rồi. Đây là một màu, hai màu, ba màu, bốn màu nha, màu đỏ nữa. Ghép bốn màu cái gì ơi, con vừa đếm bốn màu luôn. Này vô đây như nguyên một rừng luôn. Rồi đi lại kia đi. Ờ có gái đẹp nha mọi người, thấy gái đẹp đó. Nó đằng này là có dàn mai, là mai là VIP rồi trời ơi. Này nguyên con cọp ngồi luôn mọi người. Đó nguyên con cọp ngồi luôn. Quá trời quá đất nè. Đây là hoa à, mai vàng vạn hoa luôn nè. Quá trời cái đế này hết hồn cái đế luôn rồi. Cái tàn này khoảng 2 mét à. Siêu VIP luôn nè. Ở đây có đế hết hồn đế luôn mọi người. Đế này mới lên cái gì nè. À mới đánh à. Quá trời quá đất. Trời ơi là trời, cây này mới đá nè. Để như cái gốc cổ thụ này. Ngoài này trăm mấy quá. Đây là khế bonsai. Đây là cái nhãn này. Quá chỉ cái nhãn cổ thụ luôn mọi người. Rất hồn cái nhãn luôn. Hãy mua giấy của em. Ngoài giấy 7 màu. À trâu là 1 triệu à. Tại mình không có mua thì mình không dám hỏi mọi người. Đi bạn ơi. Đi bạn ơi, có mua không bạn? Không. Mua rồi đi thôi. Trâu triệu triệu lắm mọi người. Mình nghe triệu triệu lắm. Còn đây là tắc nè. Đây là cái hạnh nè. Cúc mâm xôi. Đây cúc mâm xôi mọi người. Chậu này phải béo từ 500 ngàn nha. Còn đây là dàn mai quái thú đây. Nhìn là biết là dàn mai quái thú mọi người. Hết hồn luôn nè. Uốn lượn thì thôi luôn á. Cái này là cái đồ kia dán bay. Đó, hết hồn nó dán bay luôn đó. Đây là thác đổ. Ghê chưa. Quá trời cái mái bự ha. Đó mọi người thấy không. Đi vô nó nghe không, nó nghe quấn đấy nha. Đi vô. Đó, thấy gì cái mái nó lớn cái nào mọi người. Gốc cũng hết hồn nữa ha. Hai tiền bộ ai tặng.
Đây cây này cũng thác độ này, dáng thác độ này. Hết sầu lên mọi người. Dáng hình thôi luôn đó. Đó, cây này tàn dù. Gốc hết hồn luôn gốc này. Đây, thêm một em nữa. Gốc này bạn. Cây này chắc bạc tỷ quá mọi người. Cây kia nó 700 triệu mà cây này phải tỷ hơn tỷ rồi, có xiền luôn nè. Còn hoa sao đủ loại luôn. Đây cúc đủ loại mọi người. Rồi mai mini, mai chung chung có luôn. Cái hàng giấy 400, 300, 250 đủ giá. Tổng có nhỏ hơn chút. Chậu này nhìn lại, chậu này chậu tím nè mọi người. Hoa tím nè. Này thì màu vàng. Chậu rất là bự nè mọi người, có thể nhìn thấy là mấy anh giữa thôi nè. Đó. Cao về tầm 1,5 m đó. Cặp này phải chịu ngoài quá. Thì hai bên đường này là đều là hoa hết mọi người. Đủ các loại hoa. Giao gì? Có loại xe đồ chơi cho các em nhỏ nha mọi người. Không nhỏ chơi không được nha, bự chơi gì vừa luôn á. Đây hoa cúc. Cúc này phải mấy triệu một cặp này quá. Quá trời bự luôn nè. Cúc kia là mai. Ôi chậu cúc nó bao nhiêu tiền một chậu gì vậy? Cặp 300 còn cặp sau lưng gì? Cặp 4 triệu rưỡi một cặp. Dạ. Cặp là 4 triệu rưỡi mọi người. Cảm ơn dì ơi. Đây, dàn mai cũng khá là khủng nha. À, đi đi. Đây không có bán những loại đồ cũ này mọi người. Nồi niêu xoong chảo tùm lum hết nè. Đây. Cò lê các kiểu. Dĩ già tùm lum hết á. Thôi mình đi chợ hoa thôi. Cái nào mình đi chợ này sao? Chăn mền chiếu gối luôn. Đây, khúc này mình thích đi nhất là khúc tắc hạnh nè mọi người. Quá trời tắc hạnh nè. Nhìn là nhức nách luôn đó mọi người. Cực kỳ thích cái món này ha. Mọi người thấy à. Nói chung là qua tay các nghệ nhân này thôi luôn. Ba cái này thôi nhìn là nhức nách rồi đó. Đây, cà phê bàn này. Đây có ớt nữa nè. Còn cái đường xa xa kìa. À, trời. Đây mình dẫn mọi người vô chỗ này. Mình cực kỳ thích luôn này. Đây có mấy cái mai này. Nhưng mai này không phế mọi người. Mai đằng kia mới đẹp. Đây, chỗ mình cực mê luôn nè. À, đây là mấy cái tắc này. Tắc này trời ơi, nó đẹp thôi luôn đó mọi người. Ai muốn mua cái chậu tắc này thì xuống dưới Rạch Giá nha, chỗ quảng trường Trần Quang Khải nha. Ồ, tắc này tắc khủng luôn mọi người. Chậu tắc này cao phải 2 m á. Trái thì xum xuê nè. Chú cho con hỏi chỗ tắc nó bao nhiêu tiền cặp cặp chú? 1,5 triệu. À có 1,5 triệu thôi. À 1,5 triệu một cặp nha mọi người. Nhìn quá trời đẹp luôn á. Có bề chê luôn. Cao 2 m, trái xung xê vàng. 1,5 triệu. Xe đi
Giờ ông tối tối mọi người, hoa rất đẹp mọi người. Quá trời cây mai nè, mấy cây mai khủng mọi người. Có phải là màu đỏ hay là màu... Em vừa đi thay rồi luôn á, áo dài đỏ rồi. Quá trời quá đất đi chành mai cũng khủng nha mọi người. Em ha. Quá trời đây dành mai rất khủng mọi người. Đây nãy giờ lần đầu đi mình mới gặp cái loại này. Đây là mai vàng. Cái này bầu hồ lô rồi chú. Cái này gọi là đầu tiên. À đầu tiên lộn lộn con lộn. Dạ. À này mà cặp mình bán khoảng bao nhiêu chú? Cái này của người ta chú tới rồi chú coi thôi. Dạ dạ. À em cặp làm YouTube hay gì? Dạ em làm YouTube. Để em gọi chị tới. Dạ khỏi khỏi không 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 cần đây. Người ta làm YouTube người ta hỏi giá chú ơi. Người ta quảng cáo chưa? Chú cho hỏi là một cặp đầu tiên là khoảng bao nhiêu tiền chú? 7 triệu rồi con. À 7 triệu cặp đầu tiên còn mấy cái mai giấy đại chú? À, từ 100 triệu trở lại à. Dạ 100 triệu lại. Dạ. Dạ. Con cảm ơn nhiều chú. Ở đây đầu tiên mọi người, nếu mà ai mà mua thì xuống dưới quảng trường Trần Quang Khải đặt giá nha. Nhìn dáng thế rất đẹp mọi người. Này là loại bonsai đặc biệt đó. Có trái luôn nha. Đôi cặp luôn. Dạ. Quá trời những gốc hú hồn luôn nè. Nhỏ tối nè, quay không rõ mọi người. Còn có đây là hoa giấy mà gốc đại luôn nha bonsai. Rồi con cảm ơn chú ơi. Dạ. Còn đây là mấy mai vàng khổng lồ mới đang chuẩn bị xuống nè. Hú hồn luôn. Đây. Vườn mai hú hồn luôn này. Quá trời cây mai bông quá trời bông rồi, mai siêu bông vậy ta. Đây có đồ ăn đầy đủ nha mọi người, không thiếu gì luôn. Chén kiểu các kiểu luôn này. Dùng nhà bếp, đựng loại, khúc cành các kiểu. Đó, đây cây mai trắng quái thú. Quá trời quá đất luôn. Tết năm nay có vẻ như không vui năm trước mọi người ơi. Nhưng mà hoa vẫn nhiều và gái cũng rất là nhiều nha mọi người. Búp. Đây hoa nè. Đó, chạy qua đất rồi. Bây giờ thì mình sẽ chạy về đi bộ Phú Cường nha. Phố đi bộ Phú Cường. Đây, một vườn mai siêu khủng. Đây. Không nên đèn lên nên đổ. Đây là khu chơi mọi người, bắn súng các kiểu nha. Bắn súng rồi ném có ông các kiểu nào đéo đây. Đây. Khu này kêu là khu Phú Cường đây. Nghe như mọi người không? Có phải chạy thẳng luôn đi, thẳng luôn. Ui, đã chưa bà con ơi, đây là... Cái này kêu là gì đấy? Đây là phố đi bộ hả? Nhỏ lớn ra đây là đầu tiên không biết đâu bà con. Hơi xạo rồi.
Thiệt luôn, ra ngoài này ngắm gái là nhức nách lắm bà con. Đây rất đẹp nè, có mấy cái view chụp hình thôi luôn nè. Nó đẹp trời, tao nói gái nó đẹp nè. Gái đẹp không bà con ơi. Nè, gái đẹp không à, nó đây nè, trời ơi. Đẹp chưa? Dưới này thì đông lắm mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Đó lại gái đẹp nữa nè. Đất mẹ chưa? Đó. Đây nữa nè, đó trời ơi trời. Anh em đi xuống đi ngắm gái nha. Còn đằng này đẹp thôi nè. Quá trời quá đất rồi. Như là nhiều chỗ đi chơi lắm bà con ơi, đẹp chưa? View cực kỳ đẹp luôn nha. Khúc này có view cực đẹp mọi người ơi. Trời trời, nên nói chung xuống đây ngắm gái đẹp là nhất cái nách luôn đó, này không có chơi đâu được hết á. Bóng bóng bay nha, bé nào muốn chơi bóng bay có bóng bay luôn nha. Hết rồi. Bên kia trò đẹp quá trời. Bây giờ bên này mới đẹp nè. Quá trời đẹp nè. Nhỏ lớn mới xuống được đây lần đầu tiên đó mọi người, nên không có biết đâu. Thấy gái đẹp nhỉ, cái giống kiểu bị ngu người á. Mát mẻ sạch sẽ mà không biết chứ này có cô 19 thôi thì mình không biết nha. Nếu mà có cô thì mình không hay đâu. Đồ cái view đẹp nè. Quá trời, nói chung như này rất đẹp mọi người. Trời. Quá trời gái đẹp. Đây đằng này có gái nè mọi người. Đây, tôi thấy gái rồi. Quá trời gái đẹp nè. Nhức nách không? Quá trời đẹp nha mọi người. Đó bà con thấy một gái đẹp đó nha, gái đẹp đó nha mọi người. Quay lại gần mình bẻ cái đầu mình không dám quay nè. Nếu mà đi vòng vòng đây là hơi bị mệt nha, đây trời ơi trời nó bù. Hello. Biết đang ở đâu? Có đâu? Dạ em đang đâu? Rồi. Được rồi, ok đó. Đây là cô Hương nha. Cái sao trong đây này nó xuống đây là gặp chỗ nào có gái đẹp phải bu liền nha anh em. Quá trời quá đất rồi. Cái này có rất nhiều view đẹp lắm mọi người. Đó chụp hình view này nè. Quá trời quá đất rồi. Anh em có cơ hội xuống đây nha anh em. Nhiều lắm mọi người. Cái này đẹp lắm.
quay đi quay lại lúc nào cũng thấy gái đẹp hết nè. Bye bye mọi người nha, bây giờ mình về nhà mọi người, trễ rồi, nhà mình cũng rất là xa mọi người. Bye bye, giờ bye bye là sao đây? Đó, toàn phải ăn hiếp, hăm dọa mà. Bye bye mọi người, giờ mình đi về mọi người. Trễ lắm rồi. Nói dư mới có 8 giờ, giờ phải về rồi. Mặc dù đây nhiều gái lắm nhưng mà phải về thôi. Ba má nhà đang chờ. Đây đẹp đó nha anh em, đây ngắm gái là nhất cái nách nha mọi người.